LTK Bonsai xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu clip này tại điểm bán cây kiểng của Thúy An. Rồi hôm nay có gì đây An? Chào chú Tuấn, chào tất cả bà con đang xem kênh LTK Bonsai hôm nay nha. Thì lời nói đầu tiên xin cho cây cảnh bình an. Xin cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ cây cảnh bình an của chúng em trong những clip vừa rồi ha. Rồi, đến với clip hôm nay thì em cũng có một số cây cảnh của vùng núi và vùng đồng bằng để giao lưu với tất cả bà con. Giá cả đã bao ship, mọi thông tin chi tiết thì đều liên hệ qua số điện thoại của con nha. 0939700449 cũng là số Zalo ha. Rồi, cây số 1. Đến với mã số 1 là một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ dáng lặt nha. Đó. Cây đã mọc chồi, khỏe rồi nha cô chú anh chị. Khả năng sống rất là cao ha. Chiều cao của nó xin báo là 52. Rồi, 52. Đó. Rồi. Hoành thân. Hoành thân xin báo ở vị trí này kéo thẳng thước dây thì lấy 65 trừ hao nha. Mã số 1A. Mọc mầm hết ha. Dạ, mọc mầm đâm chồi rất là khỏe rồi. 1A xin giao lưu với giá là 1.200.000 đồng. Rồi. Giá đã bao gồm phí ship nha. Rồi. Đến với mã số 2A. 2A nha, bữa nay có thêm chữ A ha. Chiều cao của cây bằng lăng này là 39. Đó, cây này cũng đã nứt chồi mạnh rồi nha cô chú anh chị. Đó. Hoành thân ở vị trí này xin báo là 75 nha. 75. Dạ. Rồi. Rồi. Cây bằng lăng mã số 2A xin giao lưu với giá là 1.300.000 đồng. Giá đã bao gồm phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi. Cây bằng lăng mã số 3A. Cũng là bằng lăng hoa tím lá nhỏ luôn nha. Rồi, cái cục đá này sao đó, đây? Cây này là ôm cục đá nha. Thấy nó hơi rung rinh rồi đó. Dạ. Ship sao có... Ship bình thường hả? Bảo đảm bao an toàn cho cô chú anh chị. Rớt chiều cao là 35. Đây, lúc lắc đây. Nó ôm ngay cái eo này nè. Không cứng không rồi. Dạ. Rồi. Rồi. Hoành ở vị trí này xin báo là 65 đi ha. Rồi. Rồi. Cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ này xin giao lưu với giá là 1.100.000. Mã số 4A. Chị Minh đây nè. Đây, bằng lăng hoa tím dáng lặt đã đâm chồi sống khỏe rồi ha. Chiều cao của cây bằng lăng này là 59. Đó. Dáng rất là quái, rất là đẹp ha. Hoành ở vị trí này xin báo là 104. Rồi, cái này mình có thể ghép tường vi đồng bằng của mình vào nha. Đó. 4A. Quay đây. Quay đây ngưng. Đó. Cái lỗ này tự nhiên ha. Lỗ này do tự nhiên, cây núi rừng. Xin giao lưu với giá là 1.600.000 đồng nha. Mã 4A, bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Rồi, mã số 5A. Cây dáng lặt. Đó. Chiều cao của cây này là 65. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Đó. Để báo hoành ha. Báo hoành ở vị trí này xin báo là 105 đi thôi nha. Rồi. Đó. Nói khoảng 100 đi. Dạ. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ mã 5A xin giao lưu với giá là 1.800.000 đồng. Giá đã bao gồm phí ship toàn quốc rồi ha. Đó. Những cô chú anh chị nào muốn giao lưu tận nhà thì thông tin qua địa chỉ nha. Khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ha. Cây mã số 6A cũng là bằng lăng hoa tím, lá nhỏ dáng lặt nha. Cây rất là nặng luôn. Chiều cao của cây này là 69. Đó. Đó, cây này cái lá nó như vậy đó. Sống rất là mạnh lá rồi. Lá là lớn nhất dạ. Rồi ha. Vậy là mình có thể ghép được luôn rồi đó nha. Thảy quanh bển. Rồi. Hoành ở vị trí này xin báo là 115 nha. Rồi, đó, cây này hiện tại có ôm đá luôn rồi nha. Rất là cứng rồi ha. Rồi, lúc lắc rồi. Không ra nổi. Mã số 6A xin giao lưu với giá quay. 2 triệu đồng nha. Đó. Rồi. Bao sống khỏe cho cô chú anh chị mình nha. Rồi. Đến với mã 7A. Cây này cũng cốt nha cô chú anh chị. Nhưng mà bị cây bị bọng chính giữa.
do thiên nhiên thôi ha. Rồi lấy cây 75 tre là chiều cao 75. Đó, có một bệ đế rất là đẹp nha. Rồi rút ra. Đây. Rồi đo xuống. Đây. Rồi. Đó. Bọng tới đó ha. Dạ. Rồi. Cây sống rất là khỏe, bảo đảm bao sống khỏe. Nó bọng cái lỗi còn phần da còn dạ. Tốt. Cây này hoành là 114 nha. Rồi quay một vòng đi. Đó. Cây 7A. Xin giao lưu với giá là 2.100.000 nha. Bao trộn bộ phí ship. Khoan. Đó. Cây này có thể lên đến là 60kg nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi. Mọi thông tin chi tiết hoặc là muốn biết gì thêm về cây á thì cứ liên hệ số điện thoại và Zalo nha. 0939700449 cũng là số Zalo luôn ha. Rồi. Cây mã số 8A nha. Bỏ đi, khỏi đi. Đo đi. Chiều cao của cây này là 75. Cây này bị bọng nha cô chú anh chị. Còn cái da ở ngoài nhưng sống rất là khỏe ha. Những người đây. Chơi cây thì có thể là trồng rồi, những tới, cái cây tới, đã, đây. Tới chân. Đó. Rồi tới chân luôn. Có thể trồng những cái cây khác vào đây nè. Rồi đỏ, bỏ đất vô. Dạ, trồng cây luôn. Tổ quạ hay gì đó. Rồi. Hoành kéo 79. Thẳng thức dây là 79. Quay. Đó, cây này một cốt ha. Cây nó đâm chồi sống rất là khỏe rồi. Mã số 8A xin giao lưu với giá là 2 triệu. Rồi cái đầu dày nó đầu. Còn cái da, da cuốn rồi nè. Rồi dạ. 2 triệu bao phí ship toàn quốc cho mã 8A nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Mình về mình có thể ghép tường vi hoặc là chơi nguyên thủy của nó cũng rất là đẹp ha. Mã số 9A là một cây thị, thị thơm nha. Chiều cao là 70. Đó. Thị thơm ha cô chú anh chị. Thị thơm. Dạ. Hoành xin báo là 71. Rồi, này cũng có cái thẹo ha. Dạ, này cũng có thẹo. Tại vì đa số dạ, đa số cây vùng núi thì đều có bị lũa ha. Mã số 9A xin giao lưu với giá là 1.800.000 đồng nha. Chốc da cho vận chuyển. Dạ. Rồi, không sao. Cây rất là tươi. Rồi, nhiêu tiền? Rồi. Xin giao lưu với giá là 1.800.000. Mã thị thơm 9A à, nha. Bao sống ha. Dạ, bao sống. Bao ship cho cô chú anh chị nha. Có vấn đề gì thì cứ liên hệ số điện thoại của con. 0939700449. Đây, cây thị thơm mã số 10A có chiều cao là 71. Dáng cây này cũng rất quái ha. 70 là hoành. Rồi. Rồi. Quay đi, quay đi. Đó. Cây này hiện tại đã có nứt chồi rồi nha cô chú anh chị. Đây ha. Đâu? Đó. Yêu cầu mình về mình tưới nước để trong mát là cây sẽ dễ đâm chồi lắm. Mã số 10A xin giao lưu với giá là 2 triệu. Giá đã bao gồm phí ship toàn rồi, quốc nha. Sao đây. Rồi, cây mã số 11A. Cây này là cây hồng quân nha. Có cái trái tím tím tròn tròn ha. Cây hồng quân. Dạ. Chiều cao là 87. Đây. Cây đã đâm chồi sống rất là khỏe rồi. Mình về rồi đợi cây đủ sức nó sẽ ra trái thôi ha. Trái ăn được ha. Dạ, trái ăn được. Rồi. Dưới 15 trừ 5 phần. Đây là lấy 85 nha. Rồi. Đó. Tương đối thôi. Dạ. Rồi. Cây hồng quân mã số 11A xin giao lưu với giá là 2.800.000 nha. Bao trộn bộ phí ship. Rồi, đổi. Cây rất là nặng luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 12A. Cũng là một cây hồng quân luôn ha. Nhiều thân nhưng mà toàn bộ cái bầu mình làm dạ. Lại ha, không ảnh hưởng gì dạ. Sự sống ha. Không ảnh hưởng gì tới sự sống hết. Chiều cao của cây hồng quân này là 55. Đó, được rất là nhiều người ưa chuộng nha. Đợt rồi cũng có một lô cũng đã giao lưu với cô chú anh chị mình hết rồi ha. Đây. Hoành của cây hồng quân này trừ hao ra là lấy 120 nha. Đây, 120 là lấy tại vị trí này. Rồi. Mã số 12A, cây hồng bụi. Quân dạ. Cũng là liền thân. Một bể đế. Rồi. Rồi. Cây hồng quân mã số 12A xin giao lưu với giá là 2.900.000 nha. Rồi đưa qua phía sau đi, đưa phía sau. Rồi. Đó. Mã số 13A. Cây đó không cây... được, để dưới đất. Ê. Được, để đất.
Rồi. Cây này thì chắc cao khoảng 1,5 m ha. Cây gì báo? Cây này là cây hồng quân nha. Hồng quân nữa hả? Ờ, hồng quân một cốt, dáng trực cao ha. Rồi. Đó, cho cô chú anh chị nào thích chơi dáng nào thì cứ alo. Cao khoảng nhiêu? 1,7 m không? Mét này lấy 1,5 m thôi. Kéo dây vũ. Thả cứ thức dây coi. Rồi 1,5 m. 1,5 m. Cây 13A hồng quân nha. Đó, cây cũng đã đâm chồi sống rồi. Khỏe rồi ha. Không có thẹo gì trên này, hai cái mặt cắt thôi ha, không có gì. Dạ, là mặt cắt hả? Ờ, mặt cắt thôi. Đó, ở dưới đây thì nó có bị trầy da nha. Bị lúa nè. Nè. Bị cái thẹo. Dạ, bị cái thẹo. Rồi, hoành luôn. Giờ giá luôn. Giá của cây hồng quân là 2,8 triệu, mã 13A, có hoành là 60. Quan cái rồi, có bị lỗi gì không? Dạ không, đảm bảo rồi. Bao sống khỏe cho cô chú anh chị nha. Cây hồng quân này 2,8 triệu. Dạ. Bao ship toàn quốc, đọc bao ship toàn quốc. Rồi. Số điện thoại của con là 0939700449 nha. Mọi chi tiết thắc mắc thì đều liên hệ qua số điện thoại và Zalo đó ha. Mã số 14 này là một cây mỹ nương nha. Đo cái chiều đứng này của nó đi là 40. Cái cành bay ra của nó là 66 ha. Rồi, đây đây đây, coi cái mặt này coi, cái này mới lũa nè. Đây lũa nè. Tới thịt rồi nha cô chú anh chị. Rồi. Đó. Cây này nó chịu nước nha, mình để trong mát tưới nước. Rồi đó, đều đều cho đều. Cái tay cầm đó coi hoành như thôi. Đây nè. Ừ, chỗ đó đó. Đây. Xuống dưới chi kia cũng được. Dưới cái tay lưới tại cành số 1. Ừ. Rồi. Hoành ở vị trí này xin báo là 40 đi. Lấy 40 rồi, ở vị trí này đi. Nè. Tương đối gì thôi. Dạ, mã số 14A xin giao lưu với giá là 1,500,000. 1,500,000 cây mỹ nương. Mỹ nương, cây mỹ nương. Mã số 15. Cũng là một cây mỹ nương dáng bay luôn ha. Đo cái chiều bay của nó đi. Chiều bay của nó là 75. Quan vọng đi. Đó. Từ chân tới dạ. Bầu luôn là nhiêu? Từ chân tới bầu. Tới đít luôn. Đây là 120 đó. 120. Dạ. Rồi đôi. Cây đó có tược rồi nha. Đảm bảo. Cho cái đầu đầu rễ đó. Bao sống khỏe ha. Rồi hoành ở vị trí này báo là 47 nha. 47 tại dưới dạ. Đó. Rồi cây mỹ nương. Rồi, cây phải. Này chịu nước nha. Cây mỹ nương mã số 15A. Bỏng cái gì vậy? Báo giá là 1,800,000 đồng. Không. Coi cái lỗ này lỗ gì thọt thọt cây vô coi. Để quay cho bà con xem nó kỹ. Rồi cũng hơi bồng bồng chỗ đó ha. Dạ. Rồi. Nhưng mà nó rồi. Ít thôi chứ nó không có sâu nha. Rồi. Nó không có ảnh hưởng tới cái da nhiều. Rồi. Bọng. Dạ, cây mỹ nương. Rồi, tới cây mỹ nương mã số 16. Cây lớn nha cô chú anh chị. Rồi. Đó. Rồi. Chiều cao cây này từ đây tới bể đế là 65. Đó. Cây này cũng đã đâm chồi rồi nha. Rồi, để đo chiều dài từ đây tới bể đế luôn ha, là 100 nha. Rồi, nói chung cây núi rừng nó có dạ. Những cái vết thẹo tự nhiên. Đó, được rất là nhiều người ưa chuộng ha. Vẫn còn sống. Rồi bây giờ là sống. Hoành nha. Đó, hoành ở vị trí này xin báo là 78. Đâu? Phải không? Thật lại 75 đó nó cũng 70. Không vậy à. 70. À. Lấy 70, mã số 16A. Xin giao lưu với giá là 2,6 triệu. 2,6 triệu cây. Bao phí ship toàn quốc nha. Mấy cây này rất là nặng nha cô chú anh chị. Rồi. Đó. Mã số 17 là cây hải châu nha. Đó, hải châu có rất là nhiều trái, có rất nhiều màu ha. Đây. Cái này những cái tuột này đâm ra là mình có thể uống được ha. Uống theo dáng mình thích. 60 là chiều cao. Đó, chung một bể đế rất là lớn nha. Bây giờ mình đo cái thần hoành thân đại diện thôi ha. Hoành thân đại diện của nó là 13. Mã số 17A 800,000. Đó, giá đã bao gồm phí ship toàn quốc rồi nha. Mã số 18A. Đó, cũng là một cây hải châu luôn nha. Chiều cao của cây hải châu này là nhiêu quên rồi. 28. Bông màu gì? Bông của nó màu trắng. 14 là hoành. Mã số 18A xin giao lưu với giá là 600,000 đồng nha. Mã số 19A. Cũng là một cây hải châu đã vô dây rồi nha. Có chơi rồi ha. Dạ. Chiều cao của cây này là 75. Phần
chậu rồi. Dạ thuần chậu, cây ra rất là già rồi. Hoành thân. Nổi da me hết rồi ha. Ờ, hoành thân này lấy 17 thôi nha. Rồi, cây hải châu này xin báo giá là 900 ngàn cho mã 19A nha. 19A là hải châu. Rồi, mã số 20A là một cây sam siêu bông hai màu trắng tím. Đó. Đây. Bây giờ đo chiều đổ đi. Đổ của nó là 45 nha. Đảm bảo hai màu phải không? Dạ đảm bảo hai màu, hôm gài là giao lưu khá là nhiều với cô chú anh chị rồi ha. Tại chưa có lên bông. Dạ. Đó, 25 là hoành nha. Có củ đế rất là đẹp ha. Bonsai đã vô dây hết rồi nha cô chú anh chị. Đảm bảo đóng lòng khoan, an toàn cho cô chú anh chị nha. Sam siêu bông hai màu mã 20A. Xin dạ. Báo giá bao ship là 1.800.000 đồng ha. Rồi xuống. Đó, thân lớn nha cô chú anh chị. Mã 21 cũng là sam siêu bông hai màu luôn ha. Trắng tím. Trắng tím. Chiều đổ của cây này là 52. Đó. Sam này đi sẽ dễ bị rụng lá nha. Rồi. Đó, sẽ dễ mọc lại cái chồi non nhanh thôi. Hoành đó làm sao giờ? Rồi đây. Chỗ đó đây có dây. Đây, tương đối của nó là 14 ha. Rồi, hai màu. Rồi, cây sam siêu bông hai màu trắng tím này mã 21. Xin giao lưu với giá là 1.500.000 đồng nha. Rồi, mã 22A. Cũng là sam siêu bông luôn. Rồi, cây này uống lượng khá là đẹp rồi ha. Chiều đổ của nó là 40. Đó, những cái lá già sẽ rụng đi. Sẽ cho ra những cái lá non như vậy ha. Còn, rồi, cục nó đại đi. Quạnh trên đây tương đối nè. Lấy 13 nha. Rồi. Cái này cái đế của nó là trải đều rất là đẹp nha. Đó. Đó. Rồi, cây này xin báo giá là 1.500.000 cho mã 22A. Sam siêu bông hai màu nha. Rồi, mọi chi tiết thông tin và cô chú anh chị muốn biết thêm hình ảnh của cây á, thì cứ liên hệ số điện thoại của con nha. 0939700449 ha. Đó, mã 23A là sam lá rí đã vô dây rồi nha cô chú anh chị. Đó. Chiều cao của cây sam lá rí thì là 35. Bonsai nha, rất là đẹp ha. Đây. Tán chi đã rất là chia đầy đủ hết rồi nha. Đây, em báo hoành cho cô chú anh chị được biết ha. 127. 24 là hoành. Cây thuần chậu luôn nha. Sam lá rí, mã 23A xin giao lưu với giá là 2.800.000 ha. Khoan. Đó, cây chuẩn bị lên bông nha. Lá này già lại là sẽ lên bông rực rất là đẹp. Ngưng. Rồi. Rồi. Nhắc lại giá. Mã 23A, sam lá rí, xin giao lưu với giá 2.800.000. Giá đã bao gồm phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Mã số 24 là một cây ổi xẻ dáng uống lượng nha. Có trái mình ăn được, trái rất là thơm ha. 47 là chiều cao. Cái này đã vô hai nước dây rồi nha. Đây, tán ngang của nó là 77. Cây thuần chậu luôn nha cô chú anh chị. Nhưng cái này không thể xếp chậu được nha. Chậu này nó rất là dở. Coi mấy cái tay cạnh coi. Đi nó dễ là bể. Đó. Rồi. Ổi xẻ. Ổi xẻ. Trái bằng đầu ngón chân của mình ha. 132. Hoành là 19. Được, nó là trừ tiền. Mã số 24A. Xin giao lưu với giá là 2.400.000 đồng. Giá bao gồm phí ship toàn quốc. Mã số 25 cũng là một cây ổi xẻ luôn. Chiều cao của cây ổi xẻ mã 25A xin báo là 47. Đó. Cây này đã vô hai nước dây nha. 20 là hoành ha. Rồi. Mã số 25A xin giao lưu với giá là 2.500.000 ha. Ngưng coi chi cạnh coi. Cây đã vô hai nước dây rồi nha. Ổi xẻ. Dạ, ổi xẻ. Trái rất là thơm. 26A cũng là một cây ổi xẻ, cái này dáng có thể đổ nha. Dáng đổ của nó là 67. Cây để dưới. Để dưới thì để cao quá. Hoành của cây ổi xẻ này là 18 nha. Mã số 26A xin giao lưu với giá là 2.600.000 đồng nha. Rồi. Cây này có dáng đổ. Dở lên đi. Rồi.
Rồi 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 tới đó thôi. Đến rồi, với mã 27 là một cây trang đỏ lá nhỏ, hiện tại rất là nhiều bông nha cô chú anh chị. Này là bông tự nhiên thôi nha, chứ không phải là xử lý ha. Rồi chiều cao đi, báo chiều cao. Chiều cao của cây này 1m, có thể 1m7 nha cô chú anh chị. Rồi xoay một vòng. Trang đỏ lá nhỏ xoay vòng cho coi tàn ha. Vô xoay, vô xoay. Đó. Chút nữa. Rồi, tán ngang của nó tại vị trí này là 87. Trang đỏ lá nhỏ nha. Cái này rồi, mình chưng hai bên nhà rất là đẹp. Cái luôn. Cái thân cốt nó đây ha. Đó. Có cặp cái tre. Cái tre đang cho thân mình nó giữ ngay thẳng, chứ lại phần nó cứng cây hơn. Rồi, một cốt. Đây, một cốt thôi. Nhưng có củ đế rất là đẹp nha. Thuần chậu phải không? Dạ, thuần chậu ha. Đây, quanh vị trí này là 10 nha. Thuần chậu luôn. Rồi, cây đi sẽ khỏe hơn. Cái nhít này không? Trang đỏ chút lá nữa. Nhỏ. Chút nữa. Đó. Rồi. Cái này xin giao lưu với giá là 2 triệu. Dịch dẹp tay. Bao phí ship toàn quốc nha. 2 triệu. Dạ. Rồi, quay rồi. Rồi. Cây thuần chậu nên sẽ đi rất là khỏe nha cô chú anh chị. Cây này cũng như giá cũng vậy luôn hay dạ, sao? Giá cũng vậy thôi, chiều cao nó cũng na ná với nhau. Hai là cỡ khoảng 1m7. Rồi xem vòng đi. Đó. Cây tàn dày đặc nha. Cặp trang đỏ này là cuối clip luôn hết cô chú anh chị. Chút nữa nhanh nhanh lên chút. Rồi ngưng. Bông dày đặc ha. Rồi tán ngang của nó là 95. Chỗ hiện tại bông 95. Đó. Quá khứ luôn. Chân này màu đỏ là đỏ rực, nhà đỏ rực nguyên năm luôn nha cô chú anh chị. May mắn luôn ha. Đây, quanh vị trí này xin báo là 9,5 nha. Rồi, thế đẹp quá đẹp ha. Rồi, cây này cũng xin báo giá là 2 triệu nha. Cặp trang đỏ, giá cả có thể thương lượng qua số điện thoại nha. Rồi, 0939700449 ha. Nếu một cặp thì... Dạ, nếu một cặp thì con sẽ giảm giá lại cho cô chú anh chị mình. Rồi. Rồi, cây cảnh bình an xin cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ cho con. Xin chân thành cảm ơn ạ. Chào tạm biệt quý vị các bạn. Hẹn gặp lại vào những video sau.